tính, sexy và đầy cơ bắp, những anh chàng không chỉ khiến phái nữ phải đổ rầm rầm mà đã trở thành hình mẫu vóc dáng lý tưởng của những chàng trai. Sở hữu trang cá nhân hàng triệu lượt follow, họ đã trở thành nguồn cảm hứng cũng như động lực của những người đang cảm thấy nản chí trên con đường tập gym của mình. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm danh lại những gymmer điểm trai nổi tiếng bậc nhất trên mạng xã hội Instagram. Sinh năm 1994, rất sai là người mẫu thể hình tới từ nước Mỹ và là thành viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử thời điểm tham gia Liên đoàn Thể dục Thể hình Quốc tế. Đam mê thể hình từ năm 12 tuổi, tới nay, rất sai đã tạo dựng cho mình những thành công riêng khi trở thành siêu mẫu thể hình thế giới có hàng triệu người hâm mộ, đồng thời cũng là động lực tập gym của rất nhiều gymmer khác. Đối với rất sai, sự cố gắng và nỗ lực của bản thân là chìa khóa tiên quyết mang lại sự hiệu quả về thể hình. Anh luôn sắp xếp dàn trải các bài tập để tác dụng lên mọi vùng của cơ thể. Ngoài ra, rất chú trọng chế độ dinh dưỡng. Anh khẳng định mỗi người sẽ có chế độ dinh dưỡng khác nhau nên được xây dựng được các chuyên gia sức khỏe. Đối với rất, anh luôn ưu tiên bổ sung thịt gà, cá, gạo lứt, bông cải xanh và đậu vào bữa ăn thường ngày. 23 tuổi, Atilaton khiến phái đẹp ngẩn ngơ với gương mặt điển trai có phần thư sinh và những múi cơ cuồn cuộn phía sau chiếc áo mỏng. Là một trong những người mẫu thể hình đến từ Hungary, Atilaton còn là huấn luyện viên cá nhân kiêm chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp. Atilaton tâm sự rằng anh từng là một đứa trẻ rất mũm mĩm, cho đến khi anh biết đến thể hình và nhận ra sức hấp dẫn của một cơ thể xuất sắc, Atila say mê với những môn thể thao và không ngừng luyện tập. Atilaton từng giành vị trí cao nhất trong một cuộc thi thể hình và cộng tác với rất nhiều dã nàng nổi tiếng. Dù không sở hữu quá nhiều người theo dõi trên trang Instagram cá nhân, Dominic Nicolai vẫn thu hút được hàng trăm ánh nhìn nhờ sở hữu thân hình quyến rũ với những múi cơ hoàn hảo. Năm 4 tuổi, chàng trai này đã bắt đầu tập tạ cũng như theo dõi các vận động viên thể hình trình diễn. Năm 18 tuổi, Dominic trở thành người mẫu thể hình chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử tại Mỹ. Bí quyết giúp Dominic luôn giữ được vóc dáng tuyệt vời, một phần là nhờ kỹ thuật thép cho quân đội. Anh chàng này đã tình nguyện gia nhập Hải quân Mỹ với mong muốn rèn giũa tính bền bỉ, tập trung, tạo sự linh hoạt, dẻo dai cho cơ thể của mình. Rook Rockhop được mệnh danh là nam thần của võ đài UFC, sinh năm 1984. Người đàn ông này có thể thu hút mọi ánh nhìn về phía mình một khi anh xuất hiện trên đấu trường phía trên lồng bát giác. Không sở hữu những múi cơ cuồn cuộn như những gymmer khác, nhưng Rook Rockhop vẫn trở thành hình tượng tuyệt vời cho rất nhiều nam giới lập luyện thể hình nhờ cơ thể gọn gàng và săn chắc tuyệt đối. Với vẻ điển trai vốn có, Rook Rockhop còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thể thao thời trang nổi tiếng. Trước khi trở thành một võ sĩ MMA chuyên nghiệp và là cựu vô địch hạng bán chung ở UFC, Rook Rockhop từng làm quen với judo, vật, jiu-jitsu và kickboxing. Có thể nói, mọi tố chất trong Rook Rockhop đã có cơ hội tỏa sáng khi anh tập luyện võ thuật. Sở hữu 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram, chàng trai 21 tuổi Andrew Rieu chính là ngôi sao của làng thể hình thế giới. Andrew Rieu bắt đầu luyện tập thể hình từ năm 15 tuổi do thân hình mập mạp và luôn bị bạn bè trêu chọc của mình. Anh chàng 21 tuổi tìm động lực từ các clip thể hình trên Internet và quyết tâm thay đổi vóc dáng của mình. Ngoài việc là một trong những người mẫu thể hình, Andrew còn hợp tác với những nhãn hàng thực phẩm bổ sung chức năng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.